Xin chào các bạn, hôm nay tôi dành vài phút ra để nói về những tin đồn mà các bạn đang được nghe là những người đặt túi nâng ngực với túi nhám hay lạc găng thì bị bệnh lý về ung thư máu hay là bệnh ALCL. Vậy bệnh ALCL là cái gì? ALCL là viết tắt của chữ này, Anaplastic Large Cell Lymphoma, là một cái u lympho của tế bào lớn, di sản của tế bào lớn. Tế bào lớn là cái tế bào lympho được hiện diện trong máu để giúp cho tăng cường hệ miễn dịch. Bệnh này rất là hiếm trên những người bình thường và hiện tại cũng đang rất hiếm các bạn. Như vậy, về mặt kết luận chính thức, nguyên nhân có từ cái túi nâng ngực nhám hay trơn hay không thì hoàn toàn không có. Tôi nói thông tin này với các bạn là vì tôi chờ sự trả lời của FDA cho công ty Allergan, và công ty Allergan đã trả lời cho tôi chính thức bằng email vào chiều tối hôm qua. Vậy các bạn có muốn nhận thêm những thông tin này thì vui lòng liên hệ với Facebook MCAT, Bệnh viện Thẩm mỹ MCAT, để nhận cái đường link và nhận câu trả lời chính thức từ cơ quan FDA của Mỹ. Còn về nguyên nhân này, tôi muốn nói với các bạn để các bạn yên tâm rằng ở người bình thường tỷ lệ nó cũng rất là hiếm. Và cho tới nay, với những ca đã đặt túi nâng ngực thì chúng tôi cũng chưa có một thống kê nào ghi nhận những trường hợp mắc bệnh ALCL tại Việt Nam cả. Do vậy các bạn hãy yên tâm, hãy hoàn toàn yên tâm về những cái tin đồn này. Tuy nhiên, tôi chỉ nhắc lại là các bạn phải tuân thủ theo lịch khám sức khỏe định kỳ. Bởi vì bệnh lý ung thư ở vùng khác hay vùng tuyến vú, hay nói riêng biệt nữa là bệnh ALCL vẫn chưa có những nguyên nhân nào, chưa xác định được nguyên nhân nào gây ra bệnh này một cách chính xác cả. Do vậy, cái việc mà các bạn cần kiểm tra sức khỏe định kỳ là việc quan trọng. Vậy thì các bạn cần kiểm tra định kỳ ở những đối tượng nào? Thứ nhất là ở nhóm tuổi 30-40. Ở Việt Nam cái nhóm này là cần phải kiểm tra. Và cái nhóm kiểm tra cẩn thận nữa là nhóm từ 40 trở lên là các bạn phải kiểm tra thật sát sao. Cái thứ hai là trong chế độ ăn, các bạn phải tránh xa cái yếu tố như là rượu bia, thuốc lá. Những người ít ăn rau xanh cũng là cái nhóm bị bệnh này. Thứ hai là những cái nhóm người mà sử dụng cái thuốc nội tiết estrogen nhiều thì cũng phải đi khám bệnh thường xuyên, để đi khám tuyến vú thường xuyên. Và cái nhóm sau cùng, các bạn nhớ, ung thư cho tới giờ này người ta tìm đó là do gen. Và người ta đã thấy được là cái gen HER đó các bạn, cái là chữ HER trong tiếng Anh đó, H-E-R. Cái gen HER2 này đó là cái gen nó gây ra ung thư vú. Ở đây lấy một câu chuyện, chắc các bạn biết cái cô diễn viên Angelina Jolie, vợ của Brad Pitt, một tài tử của Hollywood. Cô này có cái gen này, có cái gen HER2 này giống như mẹ và dì của cô đó. Và khi người ta tìm thấy 95% cái gen HER2 của cô này giống như mẹ và dì cô đó, cho nên người ta khuyến cáo là bỏ mô tuyến vú trước khi nhìn thấy những khối u gì cả. Cho nên tôi muốn thông qua cái clip này để nhắc nhở các bạn rằng cái việc giữ gìn ăn uống, cái đời sống sinh hoạt hàng ngày, cái việc tránh xa những cái thói quen dùng rượu, bia, thuốc lá là cái điều cần thiết. Bên cạnh đó, cái việc tự kiểm tra mô tuyến vú sau hành kinh ngày thứ 7 cần thiết, cũng như là theo cái lịch khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đó là việc rất rất nên làm. Do vậy các bạn hoàn toàn yên tâm, đừng bị dao động bởi những tin đồn mà chính thức từ những nhà khoa học chưa có kết luận nào. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.